Hải Sơn xin kính chào tất cả quý vị đang xem kênh giới thiệu sản phẩm của Audio Thiên Hà. Nội dung ngày hôm nay sẽ để nói về hai sản phẩm máy chủ chơi nhạc mới nhất đến từ thương hiệu Cambridge Audio, đó chính là AXN10 và MXN10. Lâu nay Cambridge Audio đã rất thành công với chiếc máy Music Server CXNV2. Dù đã ra mắt nhiều năm nhưng sản phẩm này vẫn có mức tiêu thụ tốt, được nhiều người tiêu dùng lựa chọn và hai sản phẩm mới AXN10 và MXN10 thì có nhiều chức năng tương tự như người anh CXNV2 nhưng với tầm giá thấp hơn dễ tiếp cận hơn cho người dùng nhập môn nhưng vẫn đảm bảo chất âm đầu ra đạt chuẩn hi-fi theo Hải Sơn thì hai sản phẩm này rất có thể sẽ trở thành sự lựa chọn hàng đầu mới trong phân khúc giá trên 10 triệu đồng còn về phong dáng thiết kế thì hai sản phẩm này thì có chung những cái đường nét thiết kế đó là một phong cách thanh lịch đơn giản kiểu châu Âu đến từ Anh Quốc. Tâm màu chủ đạo là màu xám. Hai chiếc máy được gia công rất là tốt với vỏ máy và mặt trước thì bằng nhôm này. Thiết kế mặt trước tối giản chỉ với một vài cái nút bấm. Ví dụ như là nút bấm nguồn ở bên trái này và một vài bốn cái phím bấm phía bên phải. Thì người chơi sẽ sử dụng và khai thác hầu hết các chức năng của máy bằng phần mềm Stream Magic trên điện thoại hoặc là tablet một cách tiện lợi và trực quan. AXN N10 thì có vỏ máy được thiết kế dài hơn. Còn MXN10 thì nó ngắn hơn và nhỏ hơn. À, cho nên là hai sản phẩm này thì có rất nhiều điểm chung. Hai sản phẩm này được xem là giải pháp hợp lý cho người dùng về cả mức giá và tính năng mang lại là lựa chọn nên cân nhắc trong tầm giá phổ thông dành cho trải nghiệm âm nhạc thời hiện đại với chủ đạo là nhạc số này, nhạc trực tuyến và truyền dẫn nhạc không dây. Và dù chỉ là sản phẩm bình dân nhưng Cambridge Audio AXN10 và MXN10 đều có khả năng phát nhạc rất là toàn diện bao gồm stream nhạc không dây thông qua Apple Airplay 2 này, Google Chromecast này, Bluetooth 5.0, giao thức Wi-Fi hoặc là chúng ta có thể cắm dây mạng LAN cho ổn định cũng được. Ngoài ra thì hai chiếc máy còn hỗ trợ phát nhạc trực tuyến từ các tệp lưu trữ trên mạng nội bộ UPnP từ ổ cứng nối mạng gọi là NAS hay là máy tính PC và đương nhiên là không thể thiếu khả năng truy cập và phát nhạc từ các dịch vụ trực tuyến à, bao gồm là Spotify Connect này, Tidal này, Cobox này, đài radio internet và cả Rune Ready. Còn với các nguồn nhạc cố định thì chúng ta có thể gắn ổ cứng cầm tay hoặc là ổ cứng để bàn à, thông qua cái đường ghi chữ là USB Media à, vào cái mặt sau của máy. À, lúc này thì chúng ta sẽ sử dụng ứng dụng Stream Magic để chọn bài nhạc để chơi và các định dạng file nhạc phổ biến đều được máy hỗ trợ rất là tốt và rất là đầy đủ. Việc xử lý giải mã tín hiệu nhạc số của Cambridge Audio AXN10 và MXN10 thì đều được đảm nhiệm bởi chipset DAC ESS Sabre ES9033Q, hỗ trợ nguồn nhạc số ở độ phân giải rất cao, tối đa ở chuẩn PCM là 32 bit 768 kHz và DSD 512 cho phép người dùng có thể kết nối trực tiếp với âm ly hoặc là loại tip mà không cần phối ghép thêm DAC rời. Và đó là những thông tin cơ bản về hai sản phẩm máy chủ chơi nhạc mới nhất đến từ Cambridge Audio AXN10 và MXN10. Để sở hữu sản phẩm này với mức giá tốt nhất, quý vị hãy liên hệ ngay số hotline và truy cập website của thenaudio.vn để biết thêm chi tiết. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những kỳ lần sau.